Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lời đầu tiên thì chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho thầy trụ trì có nhiều sức khỏe để làm được nhiều cái việc lợi lạc cho Phật tử, cho chúng sinh, và cũng kính chúc đến quý Phật tử trong đạo tràng ngày hôm nay có thật nhiều niềm vui an lạc. Và nhất là khóa tu 3 ngày sẽ tìm được nhiều cái niềm vui và gặt hái được nhiều cái kết quả tốt nhất có thể. Xin một lần nữa kính chúc đến quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Khi quý thầy ra đây thì thấy thời tiết rất là mát phải không ạ? Rất là mát. Như vậy là tổ chức khóa tu trong thời gian này là rất là hợp lý. Tại vì sao? Nếu mà nóng quá thì cũng khó tu lắm. Mà lạnh quá thì cũng khó tu. Mà đói quá thì cũng khó tu. Mà no quá thì cũng không tu được. Nói chung là tu tu khó. Mà tu khó lắm chứ không phải đơn giản đâu à. Các Phật tử à, không phải điều đơn giản. Ví dụ như mình nói làm việc tốt với việc xấu á, việc nào làm dễ hơn? Việc nào làm dễ hơn? À, việc xấu làm dễ hơn, việc tốt làm khó lắm. Nó khó đến nỗi mà mình đi giúp người ta mà người ta còn chửi, chửi mình. Rất là khó chứ không phải đơn giản. Tôi nói muốn làm người tốt rất là khó. Quý vị biết Chí Phèo không? Đó, Chí Phèo khi mà nói với ai đó, ông Bá Kiến phải không ạ? Nên tôi muốn làm một người tốt nhưng mà không ai cho tôi làm người tốt. Không có ai cho tôi làm người tốt hết trơn á. Tại vì xã hội nó nhiễu nhương, người tốt bị hãm hại. Rất khó để mà làm được một người tốt. Đôi khi mình có một người rất là thân mình giúp đỡ họ, nhưng mà không biết vì một cái lý do nào đó mà họ lại hãm hại mình. Mình rất là đau, đau khổ. Cái người dưng thì không sao, cái người bình thường thì không sao. Có người mình rất là thân, mình giúp đỡ, mình lo lắng cho họ, mình tự nhiên mình lại nhận đến những cái kết quả nó không được tốt, làm cho mình phải bị tổn thương, mình đau khổ. Người bình thường thì đau khổ, khổ một, còn mà người thương yêu của mình thì đau khổ, khổ 10, khổ 100 lần luôn. Nên làm một cái việc tốt nó khó ơi là khó. Đi tu cũng vậy, đi tu khó lắm. Khó ở chỗ là không ai tu. Có nhiều người nói bây giờ đi tu sướng quá, ăn là ngồi niệm Phật chả có làm cái gì. Nhưng mà bây giờ mình thử hỏi người đó coi, đi tu sướng sao không chịu đi tu đi? Không chịu đi tu đâu mà cứ nói à, vậy đó. Con người nó khổ lắm, đằng nào cũng nói được mà kêu đi làm, đi tu không chịu tu. Thì hôm nay chúng ta tu khóa tu 3 ngày. Như vậy là 3 ngày hay 1 ngày hay 7 ngày. Có những khóa tu luôn quý vị, người ta tu 3 tháng luôn. Quý vị có ở lại chiều ở đây tu 3 tháng không? Ở đây 3 ngày là thấy là lâu rồi. Như vậy mục đích chính của chúng ta cũng là tu. Như vậy ai có thể hiểu được tu nghĩa là gì? Tu là à, tu là sửa. Không phải tu là hú hả? Có những người hiểu, mỗi người có một cách hiểu khác nhau. Như hồi xưa mình cứ nghĩ tu là cái gì đó nó trốn tránh, là mình trốn tránh một cái điều gì đó. Mình muốn tìm một nơi gì đó để mình nghỉ ngơi, hay là mình lánh xa một cái điều gì đó nó phiền muộn. Cái đó cũng là một cái điều tốt.
Nhưng mà nghĩa chính của nó tu là sửa. Chúng ta sửa điều gì? Sửa những điều xấu thành điều tốt. Những điều chưa hay làm cho nó hay hơn. Và sửa những điều khó khăn, cộc cằn, khó tính thành một người dễ thương. Chúng ta nghe kịp không ạ? Tu làm sao để cho mình trở thành một người dễ thương? Ai nhìn vào mình cũng có thể thương được. Tu làm sao mà chúng ta cười nhiều hơn. Nhưng cười phải đúng chỗ. Cười nhiều quá cũng không được. Nhưng mà lúc nào mình cũng phải, cái khuôn mặt của mình cũng phải giãn ra, không có căng thẳng, không có nhăn nho. Có những người tu càng lâu á, không ai dám mà lại gần hết trơn á. À, thiệt. Lúc đầu mới vô chùa dễ thương ơi là dễ thương. Tu một thời gian không biết tu cái pháp môn gì, không biết ai dạy, không biết thầy trụ trì nào dạy. Rồi có những người Phật tử mới, mình thương mấy Phật tử mới, đừng có đụng vô cái bà đó. Bà tu lâu lắm rồi đó, đừng có đụng vô. À, như vậy là như thế nào? Tại sao tu lâu mà tại sao lại khó chịu như thế? Quý thầy có biết một cái cô Phật tử đó tu rất là lâu, mà lúc trước cô rất là dễ thương. Nhưng mà tu một thời gian sau, cô khó chịu ghê lắm. Làm cái gì mà phải theo ý của cô? Làm cái gì mà theo ý của cô? Đôi khi quý thầy tới, quý thầy để cho quý thầy tự nhiên, mà cô bắt quý thầy phải ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái này, ăn cái nọ. Phải theo ý cô mới được. Ở tôi nói khổ hết sức vậy đó. Đi gặp cô mà tới mới thầy thấy mệt luôn rồi. Đôi khi có hai chiếc xe, quý thầy đông lắm, như 5-6 thầy phải chia ra hai xe để đi, mỗi lần đi công việc ở đâu đó. Mà thì cô là cô tài xế, cô lái xe. Mỗi lần ra xe cái ai chạy sớm cũng chạy xe qua cái xe của cái chú kia, không dám xe qua xe cô đó, mà nhét hết chỗ rồi chật quá, cứ mỗi lần phải thay nhau rồi phải gì đó, phải chia ra rồi không ai dám qua xe cô đó ngồi hết trơn á. Mỗi lần qua xe đâu ngồi, cô nói hoài, cô nói này nói kia mới thấy sờ luôn. Không dám qua xe đâu cô đâu ngồi. Đó, mình như thế nào? Mà cô đó là cô tu rất là lâu đó nghe. Mà lúc trước đâu có vậy đâu. Mà không biết tu càng ngày như thế nào á. Mục đích, cái lý do chính đó là gì? Đó là mình bắt người khác phải theo mình. Tu càng lâu á, mình giống như mình nhìn thấy mình tu, người khác không tu là mình khó chịu. Nói vậy đó. Đôi khi mình làm việc này mà họ không làm, mình khó chịu đối với họ. Tu như vậy là sai. Mình tu làm sao là mình phải khắt khe với mình, nhưng mà dễ với người khác. Đôi khi họ chưa có tu được thì mình phải thương họ. Thì mình phải từ từ. Chứ mình bắt rồi mình la họ, phải bắt người ta theo ý mình như vậy là không được. Mình tu càng lâu, mới vô tu thì chưa dễ thương là điều đúng thôi. Nhưng mà tu càng lâu là phải càng dễ thương. Ai nhìn mình cũng hoan hỷ và mình dễ chịu hơn. Dễ chịu về việc gì? Nếu như cái người mà mới tu, lỡ người khác có làm sai cái chuyện gì trong công việc với nhau, hai ba người làm chung với nhau, lỡ họ làm sai một cái điều gì, thì mình mới tu thì mình có thể khắc khe, hoặc là mình khó chịu, mình nói nặng nói nhẹ với người đó là chuyện bình thường. Nhưng mình là một người tu lâu rồi đó, thì khi mà người khác làm sai hay là không vừa ý chuyện gì, hoặc là bể hư đồ vật vậy đó, mình nhẹ nhàng, mình mỉm cười, thì tự nhiên người ta thấy người này tu lâu, có cái lòng bao dung rộng lớn, tha thứ được cho người khác. Người thấy dễ chịu đó, cho nên nói thôi thích làm việc với ông này này, cô này này, chứ không muốn làm việc với người khác đâu. Đó, mày làm sao mà khi người ta suy nghĩ mà ta làm việc chung với mình á, người ta thích làm việc chung với mình, thích nói chuyện với mình, thích đi với mình. Đó, làm sao mình tu lâu là mục đích chính là như thế. Chứ tu càng ngày mà bạn bè đồng tu sợ hết trơn, về nhà vợ con cũng sợ. À, như vậy là mình phải coi lại. Mục đích chính tu là mình như thế thôi. Và quý thầy á, dám chắc một điều rằng á, nếu như ai mà tu
mà dễ thương được á, dễ thương nha, dễ thương, dễ chịu. Nếu như chúng ta dám chắc từ đây cho đến cuối đời mà mình dễ thương, dễ chịu, cái tâm lượng của mình nó rộng lớn. Nếu như mình có thể giữ được từ đây đến trọn đời thì khỏi tu. Quý vị nghe kịp không ạ? Nếu như mình có thể dễ thương được, dễ chịu được, cái tấm lòng mình nó rộng lớn ra, sẵn sàng bao dung những cái lỗi lầm của người khác, thì mình khỏi tu từ đây đến trọn đời. Nếu như mình làm được, quý vị có làm được không? Một ngày, hai ngày thì được, còn cả đời thì khó lắm. Cho nên mới phải tu. Đôi khi trong cái nhất thời nào đó, cái tâm cấp tâm lượng của mình hẹp hòi, mình ghét cái người đó ghê lắm, mình không thể bao dung được, không thể nào tha thứ được. Bà đó đó, ông đó đó, cho bì vậy cho đáng. Ai biểu làm người ta chi? Người ta nói thương những người dễ thương là chuyện bình thường, thương những người khó thương mới là thương được mới là hay. Chúng ta thực tập được như thế mình mới là tu ngon đó. Muốn tu cái đạo trời á, trước mình phải tu cái đạo làm người trước. Đạo làm người mà chúng ta không tu thì đạo làm trời nó xa lắm. Những cái đối nhân xử thế. Bây giờ nè quý vị biết á, có những người á, tu không phải là mình tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều, lạy Phật nhiều. Đó chỉ là hình thức. Không biết quý vị tu cái gì, niệm Phật cái gì, lạy Phật như thế nào. Nhưng khi mình xảy ra chuyện rồi đó là biết người đó tu tới đâu à. Có những người tu hành 10 năm, 20 năm, nhưng khi gặp chuyện vẫn nóng giận, vẫn đố kỵ, vẫn ích kỷ, hẹp hòi, vẫn la mắng người khác. Thì tụng kinh lúc đó để làm cái gì? Mục đích mình tụng kinh là để mình trải cái lòng mình rộng ra, thương yêu mọi người. Mục đích để mình tụng kinh để mình trả cái tâm từ như thế. Nhưng mà khi đến đụng chuyện mình không có ứng dụng gì được vào trong lời kinh thì mình tụng kinh làm gì? Lạy Phật để làm cái gì? Có những người ta tụng kinh rất là ít, nhưng khi mà ta xảy ra chuyện người ta rất là bình tĩnh, ta rất là nhẹ nhàng và ta rất là lắng nghe. Đó, lúc đó là biết ai tu hơn ai. Quý thầy hay nói thời mạt pháp đây, nhìn bên ngoài vậy thôi chứ chưa biết ai tu hơn ai. Khi mà mình tu biết được người đó tu như thế nào là khi xảy ra chuyện mình chửi mắng này, bị người khác nói xấu này, bị người khác chê trách này, mà người đó xử lý như thế nào là biết họ tu tới đâu. À như vậy đó. Chứ bây giờ mình ngồi không nè, ngồi không mình niệm Phật không có xảy ra chuyện gì, bình thường quá, chả ai biết ai tu hơn ai. Nhưng khi mà xảy ra chuyện cái cách bà đó sống này, thấy bà đó sống được ghê, cái ông đó sống được ghê, thấy sống nó không phải là sống thoải mái mà trong cái sự tu tập á, họ rất là buông xả, rất là hạnh phúc. Thấy người đó lúc nào cũng hạnh phúc, mỉm cười rồi người rất là dễ chịu. Mình nhìn thấy người đó mà thấy an lạc ghê. Đó vậy thôi, mình mục đích chính tu là mình đạt được kết quả như thế thôi. Đó, chúng ta cần phải ghi nhận những điều này. Nhất là những việc chúng ta tu tập mà về mình đừng có khó chịu với người khác. Quý vị có làm được không? Khó lắm. Nói thì nói chơi cho vui vậy đó. Chứ về đùng chuyện là làm hơi mệt với tôi đó. Mất đồ này, mất đồ kia rồi con cái nó hư hỏng quá. Khó lắm. Nội cái chuyện mà mình dạy con cái cũng thế. Dạy con cái cũng là tu đó quý vị. Có gia đình đó, có hai người con mà đứa nào cũng hư hết trơn. Nói lên chia sẻ cho quý thầy biết. Vấn đề gia đình như thế nó giống như là cha mẹ nói không nổi nữa rồi. Thì quý thầy nhìn thấy như thế thì quý thầy biết là gia đình nó bất hạnh phải không ạ? Có hai người con mà hư hết trơn. Phải nói là gia đình nó bất hạnh. Nhưng mà mình nhìn vô thì lỗi là lỗi của ai? Lỗi của mình thôi. Con cái nó không có lỗi, mà con cái chỉ là nạn nhân. Bây giờ quý vị thử suy nghĩ thử coi, cái đứa con mình nó hư á, đôi khi nó suy nghĩ nó muốn về nhà, đi chơi nó muốn về nhà, mà mỗi lần về nhà là mẹ nó cứ chửi nó,
mẹ nó cứ la nó. Mà quý vị nghĩ coi, đi về nhà bị chửi, bị la về làm gì? Và nó nghĩ rằng cái ngôi nhà đó nó không còn phải là cái tổ ấm của nó nữa. Thì chắc chắn nó phải đi tìm bạn bè nó chơi thôi. Qua bạn bè nhà người khác nó chơi thôi. Rồi từ từ nó hư theo. Cha mẹ đâu có dạy dỗ nó đâu. Thì nó hư là cái chuyện là do mình. Mình làm sao mình về mình phải lắng nghe nó một chút. Mỗi lần nó về nó giải thích chút. Mày, tao để mày ra mày dạy đời tao hả? Mình có cho nó nói đâu. Nó đâu có được giải bài nó nói, nó đâu có chịu lắng nghe nó một chút đâu. Đi chơi bạn bè hư là cái chuyện tất nhiên thôi. Nó nồi cái chuyện mà dạy con cũng là cái vấn đề tu tập. Mình phải lắng nghe mới được. Đôi khi mình chưa có chịu lắng nghe. Chưa có chịu lắng nghe. Cái lắng nghe nó quan trọng lắm. Mình lắng nghe mình mới hiểu được, phải không ạ? Còn nếu như mà mình thương một người nào đó mà mình không lắng nghe thì cái tình thương đó chỉ đưa đến cái sự đổ vỡ thôi. Thương là phải có hiểu. Đó, nó quan trọng ghê lắm quý vị. Trong cái đời sống gia đình mình, Đức Phật dạy, giáo lý của Đức Phật dạy trong gia đình của mình thôi à. Đức Phật rất là chú trọng về cái đời sống gia đình của người Phật tử. Cái vấn đề mình thấy không? Đôi khi mình học giáo lý Đức Phật rất là nhiều, nhưng về áp dụng gia đình không được bao nhiêu hết trơn. Nhưng mà đó là do mình không chịu ứng dụng vào trong đời sống gia đình. Cho tất cả những điều Đức Phật dạy là ứng dụng trong gia đình hết. Mình chỉ nói một cái điều đơn giản là vấn đề về nhân duyên đi. Đó. Ví dụ như tại sao, ví dụ như mình là người có vợ, có chồng, có con cái, gia đình. Thì bây giờ mình phải đặt một câu hỏi thế này nè. Là tại sao mình không lấy cái cô này, cái ông này làm vợ làm chồng, mà tại sao lại lấy cô kia, cô nọ làm vợ làm chồng? Tất cả đều có duyên hết. Có duyên nợ mình mới gặp nhau được. Tại sao mình không muốn đẻ ra một cái đứa con mà nó học giỏi mà sao nó ngu ghê vậy không biết? Tất cả cũng là do cái duyên của mình với đứa con đó, của người vợ, người chồng đó. Và tại sao mình lại không sinh vào trong một cái đất nước giàu có? Tại sao mình không sinh vào một ngôi nhà giàu có, sống sung sướng, mà tại sao là mình sinh vào một gia đình khó khăn, điều kiện không được đầy đủ? Mình cứ tại sao hoài? Tất cả đều có cái nhân duyên, tất cả đều có nhân quả. Tại sao bây giờ có mặt khoảng 200 người ở đây? Chúng ta có phước báo lắm đó quý vị. Có phước báo ghê lắm. Mình mới có mặt ở đạo tràng ngày hôm nay. Gieo nhiều đời nhiều kiếp lắm, quý vị đừng có coi thường nha. Quý vị đừng có coi thường. Nó bình thường vậy thôi. Cho mình mà đã được phước báo tham dự khóa tu là mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp lắm. Quan trọng lắm. Cho nên xin chúc mừng quý vị đã là một trong 200 người trong thế giới 7 tỷ người đang có mặt ở chùa để tu tập. Phước báo lắm á. Xin chúc mừng quý vị. Bây giờ mình không biết mình tu như thế nào là chưa cần biết. Mà mình vô đây được là ok rồi. Là một chân là mai mốt Đức Phật A-di-đà là ký sổ, cấp sổ đỏ ở trên đó rồi. Biết cái gì tu cái gì mà. Bây giờ cứ ngồi đây là cấp sổ đỏ rồi đó, một chân rồi đó. Nói chung là mình đặt cọc trước rồi đó. Đừng có lo gì hết trơn. Bây giờ cứ vô chơi, hít thở, cười là có đặt chân lên đó rồi. Vì đừng có lo hết trơn, ai cũng có chỗ trên đó rồi nha. Cái cốt yếu của cái vấn đề tu 3 ngày là làm sao để cho mình ứng dụng trong đời sống của mình nhiều hơn. Và cái quan trọng nữa đó là gì? Đó là mình thực hiện được cái nếp sống của người xuất gia. Mình tu như vậy thôi chứ nó quan trọng lắm. Mình thực tập 3 ngày ở đây là mình thực tập về đời sống như người xuất gia luôn rồi. Xuất gia là gì? Xuất gia là ra khỏi nhà vậy thôi. Bây giờ mình ra khỏi nhà, mình vô chùa là xuất gia. À, thực tập từ sáng đến tối mình được nghỉ lại qua đêm ở chùa, mình tu tập miên mật luôn. Không có cái thời gian nào gián đoạn, không có ai làm cho mình có cái sự
chướng ngại nào hết. Đó, thì mình thực tập được cái nếp sống của người xuất gia mà rất là an lạc. Và mình bây giờ mình mới thấy quý đó là cái sự bình yên trong cái tâm hồn của mình. Đó, mà từ từ mình thực tập tròn hết một ngày. Thì khi mà mình tu một ngày á, là mình chỉ giống như là một tháng, trước là một tháng có một lần. Thì giống như mình tới để mình sạc pin cho nó đủ để mình xài tiếp. Có năng lượng để mình tiếp tục, mình có cái sức sống, có cái niềm tin để mình trong công việc của mình tốt hơn. Nhưng mà đó chỉ là vừa, vừa đủ thôi. Còn khi mình tu 3 ngày á, thì mình vừa đủ nhưng mình cũng có dư gửi vô ngân hàng nữa. Để lỡ mai mốt mà nó có bệnh tật thì lấy tiền đó ra để xài. Mình tu 3 ngày là mình được lời như thế. Mình tu 3 ngày không những đủ mà còn dư nữa. Dư một ít là đi đặt, đặt cọc. Đặt cọc lên ông Phật A-di-đà. Được 3 ngày đặt cọc lên đó. Tại vì sao? Tại vì khi mỗi lần khóa tu niệm Phật gì xong là mình hồi hướng về đó hết mà. Bao nhiêu công đức là con gửi lên đó hết trước. Mai mốt lỡ không có chuyện gì là kéo con lên. Rất là hay, có nhiều điều nó tuyệt vời lắm. Cái thứ hai nữa là mình có 200 người à. Và mình rất là chất lượng về cái điều này. Đông quá, khóa tu nó đông quá thì cũng rất là khó. Khi nó đông thì nó có cái sinh khí của cái sự đông. Nhưng mà ít nó cũng có cái giá trị của nó. Mình thực tập được sâu sắc và nó chất lượng hơn. Thay vì đông nó nhiều quá. Với cái thứ hai nữa, khi mình trong môi trường tập thể mà 200 người như thế này á, thì mình dễ nó hòa đồng chung cái con đường của mình hơn. Nó dễ cái căn tu nhau, nó ngang ngang nhau, nó dễ hơn. Cho đông quá thì có những người sơ cơ, có những người đi lâu, có những người đi vừa vừa, nó nhiều cái thành phần. Nó rất khó để chúng ta có thể chuyên sâu vào cái đời sống của mình. Thì cái khóa tu 3 ngày mục đích để chúng ta tập trung chuyên nhất và mình đào tạo về cái chất lượng nó tốt. Rồi cái kế nữa đó, đó là có người nói không biết con tu kiểu gì á, mà càng tu nó nghiệp nó đổ quá. Chỉ càng tu mà cái chướng duyên nó đến với con quá trời quá đất luôn. Không vậy không biết là tốt hay là xấu. Quý vị thấy càng tu cho nên con sợ, con không dám tu. Rồi tự nhiên con không tu nữa, con nghỉ. Cái tự nhiên con hết bệnh. Trước con tu con bình quá trời luôn. Bây giờ tự nhiên con không tu nữa. Sao con không hết bệnh luôn thầy ơi. Con không biết sao, chắc con nghỉ tu quá. Quý vị thấy thì sao? Thì chắc nghỉ tu cho mình tu nhiều, càng tu càng bệnh. À, nó kỳ vậy đó. Giờ chắc con phải con xem xét lại cái vấn đề như thế nào. Quý vị đừng có lầm tưởng, có những người nói, có những người đi phóng sanh nè, bố thí nè, giúp đỡ người khác mà có bệnh tật liên miên. Rồi gặp chuyện không hay liên tục. Có những người khác thì họ không làm gì hết trơn á. Đôi khi họ làm ác nữa. Họ không giúp đỡ ai hết trơn á. Mà sao thấy sống sung sướng mà giàu có mà vui vẻ hạnh phúc ghê á. Con cũng hoang mang nữa. À, như vậy là như thế nào? Đó, chúng ta cần phải hiểu điều này. Hiểu cái vấn đề đó là mình đừng có nhìn bên ngoài. Đừng có nhìn bên ngoài. Mình phải nhìn đằng sau cái vấn đề đó. Vấn đề về nhân, về nhân quả. Nhân quả đó là những cái điều mà hôm nay họ gặt, họ hái được là do nhiều đời, nhiều kiếp trước họ đã tạo cái nhân lành, nhân tốt rồi. Còn hôm nay họ mới hưởng được những cái điều đó. Còn trong hiện đời hôm nay mà họ sống ác, họ không làm điều gì giúp cho người khác, thì kiếp sau nữa họ sẽ hưởng những điều đó. Còn những nhiều kiếp trước thì mình đã tạo những cái điều ác rồi. Thì hôm nay mình phải chịu cái nhân quả thôi. Thế còn những cái điều mà hôm nay mình gieo nó chưa có trổ quả, thì phải từ từ nó mới trổ được. Rất là công bằng, không có đi đâu hết trơn á. Cho nên quý vị đừng có lo, cứ an tâm mà tu. Đừng có lo gì hết trơn á. Mình tu cái gì hôm nay là mình được phước báo gì thì có Đức Phật chứng giám rồi. Không có lo cái chuyện gì đi sai chạy hết trơn á. Pháp luật có thể lọt được cái nhân quả thì cho dù quý vị làm một chuyện nhỏ chút xíu thôi nó cũng là điều tốt rồi. Quý vị đừng có lo cái chuyện đó.
cái nữa đó là khi mình tu học tập á, là gặp rất là nhiều cái chướng ngại, chướng duyên. Mình ngồi niệm Phật á, ngồi niệm Phật gặp rất là nhiều cái chướng ngại, chướng duyên. Nó ập tới, không có tu được. À, mình càng tu thì nhiều cái chướng ngại, chướng duyên nó tu ập tới với mình. Lý do vì sao? Có ai biết không? Lý do vì sao mà mình càng tu, mình càng bị cái chướng duyên, chướng ngại, không có tu được. Ngồi niệm Phật chút là tự nhiên nó tâm nó tán loạn rồi, suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều khác. Rồi nhiều cái chướng duyên nó không có cho mình tu. Quý vị biết tại sao không? Đó là mình thiếu phước. Quý vị nghe kịp không ạ? Mình thiếu phước. Quý vị thấy không? Khi mà mình nhìn vào một cái gia đình nào đó đó, mình thấy gia đình đó có con cái ngoan hiền hiếu thảo, rồi gia đình nó ăn nên làm ra sống vui vẻ hạnh phúc, thì mình nói gia đình đó là có phước. Phải không ạ? Mình thấy đứa con kia nó ngoan hiền, nó học giỏi, nghe lời cha mẹ, thấy gia đình đó có hai đứa con, gia đình đó có phước quá ha. Phải không? Thì mình cũng vậy. Khi mình tu tập mà bị chướng duyên, chướng ngài nhiều là mình thiếu phước. Thiếu phước là do mình nghiệp nặng quá, là mình khó tu. Muốn mà mình có phước á, thứ nhất là thiếu phước này, thứ hai là nghiệp mình nó nặng. Thì bây giờ mình cần phải sám hối. Sám hối quý vị. Sám hối tức là mình phải sám hối những cái tội nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mình gây. Thì mình mới an tâm tu tập được. Trong quá trình mình sám hối, mình phải đi làm những cái điều phước thiện giúp đỡ người khác, thì mình mới thể an tâm tu tập được. Nó ví dụ như mình á, một ngày chúng ta phải đi tắm giặt, tắm gội con người của mình. Bây giờ mình nguyên cả ngày á, mình làm việc vất vả cực nhọc, mồ hôi mồ kê nó ra, rồi tối mình ngồi niệm Phật có được không? Không được, người nó khó chịu ghê lắm. Thì cũng như thế, khi cái nghiệp nó ập tới, mình chưa đủ duyên, chưa đủ phước, thì mình ngồi niệm Phật nó cũng khó chịu như thế đó. Mình cần phải đi tắm rửa thân thể cho sạch sẽ, cho thoải mái. Tự nhiên tối mình ngồi niệm Phật tụng kinh thấy nó thoải mái ghê lắm. À, như thế đó. Mình sám hối, mình lạy Phật, mình sám hối. Rồi mình đi làm giúp đỡ cho người khác. Thì khi mình ngồi yên, mình thấy tâm mình thoải mái, mình không cắn rứt lương tâm. Còn khi mình đi hài người khác nè, nói xấu người khác nè, thì tự nhiên mình ngồi, mình đâu có yên tâm tu tập được. Sợ nó tới nó trả thù. Đâu có tu hành gì được. Cho nên mình muốn có cái sự yên tâm tu tập á, mình phải sám hối và phải tạo phước. Khi có phước rồi mình làm gì cũng được hết trơn á. Quý vị thấy không? Một cái điều rõ ràng đó là có người có tài, rất là giỏi, rất là giỏi, họ rất là giỏi, nhưng mà đi làm việc gì cũng khó khăn hết trơn á. Đi ký giấy tờ cũng khó, rồi đi làm việc này làm việc kia không ai giúp đỡ, nó khó khăn đủ thứ. Nhưng mà cũng có người họ khờ khờ khào khào vậy đó, không biết gì hết trơn á, mà đi thế đâu cũng có người giúp đỡ, làm gì cũng mau. Họ chuẩn bị làm cái việc này việc kia, tự nhiên có người giúp đỡ làm nó nhanh. Còn có người ta rất là giỏi, tài năng rất là giỏi, khéo léo về việc này, khéo léo về việc khác, nhưng mà làm cái việc đó 5-6 năm chưa xong. Có người không có biết cái gì hết trơn á, nhưng mà họ có phước, cái tự nhiên có nhiều người khác tới ta giúp đỡ, cái làm có năm xong hết trơn. Cho nên cái phước nó quan trọng lắm quý vị. Nếu như mình không có phước mình tu không được đâu, phải không ạ? Có những người không có phước là giờ ở nhà rồi đó. Mình không có phước là bây giờ đâu có rảnh thời gian yên tâm mà vô đi tu được đâu. Cái phước nó quan trọng lắm. Quý vị biết là những vị đệ tử của Đức Phật á, họ chứng quả rồi đó nghe, nhưng mà vẫn bị chết, chết đói, không có phước. Họ chỉ tu cái nhân trí tuệ á, cho nên không có gieo cái phước, không gieo cái nhân để giúp đỡ cho người khác, lo lắng cho tất cả chúng sanh. Thì khi họ chỉ tu có nhân trí tuệ thôi, kiến thức của họ có sự chứng quả tu tập, nhưng mà không có gieo duyên với chúng sanh, không ai lo lắng giúp đỡ. Nó quan trọng lắm. Cho nên mình phải phước huệ sống và sống tu mới được. Chứ mình cứ tập trung tu tu hoài là không có phước là cũng khó lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Đó. Cho nên chúng ta cần phải ghi nhận những điều như thế. Một cái quan trọng nữa đó, đó là khi mà chúng ta đi tu rồi đó, là chúng ta tu là mục đích chúng ta tu là sửa, mà sửa là thành những điều tốt,
chứ không ai sửa thành điều xấu hết trơn á. Tốt thì thành tốt, tốt hơn. Xấu thì thành tốt. Đức Phật dạy có bốn hàng người. Hàng người từ tối đi ra sáng. Hàng người từ tối đi ra, đi vô tối luôn. Rồi cái hàng người thứ ba là từ sáng đi vô tối. Và hàng người thứ tư là từ sáng đi ra sáng. Thì chúng ta là đi tu tập, đi sửa đổi. Thì từ hàng người từ tối đi ra sáng, hoặc là từ sáng đi ra sáng. Chúng ta phải đi theo hai hàng người này, chứ đừng có đi theo hai hàng người kia. Hàng người kia là hàng người nào? Hàng người đi từ sáng là vô tối. Có người vô chùa tu phước đức không thấy mà thấy tội không à, là từ sáng vô tối. Còn những hàng người kia là hàng người tối rồi vô tối luôn, không biết gì hết trơn luôn. Nên chúng ta phải theo hai cái hàng người là từ tối ra sáng, và từ sáng là phải sáng hơn. À, thì chúng ta tu tập chúng ta phải sửa đổi như thế. Và cũng giống như quý thầy đã nói đó, đó là mình tu kiểu gì không biết, mình làm điều gì quý thầy không biết, nhưng mà mình tu làm sao cho nó dễ thương. Cái điều quan trọng là chỗ này, dễ thương, dễ chịu, và cái tâm mình phải rộng ra. Xuất gia đó, xuất gia là ra khỏi nhà thế tục, là mỗi người chúng ta khi sinh ra đó, ai cũng có một cái ngôi nhà của mình, ai cũng có một cái ngôi nhà thân yêu của mình. Nhưng khi mình xuất gia là mình không còn ở ngôi nhà đó nữa, mình vào chùa mình ở. Thì đó là cái nghĩa đen thôi. Còn cái nghĩa bóng là gì? Nghĩa bóng là chúng ta ra cái khỏi nhà nhỏ, ra cái khỏi nhà nhỏ mình vào một cái nhà lớn. Ra cái nhà đó, nhà nhỏ đó là cái nhà mình lúc trước á, cái tâm của mình rất là nhỏ, mình chỉ thương yêu những người thân của mình thôi. Cha mẹ, anh em, những người thân thuộc họ hàng của mình thôi. Còn những người khác là ai sống sao kệ, tôi không quan tâm. Nhưng khi mình xuất gia, mình vô chùa, mình ở rồi, thì cái tâm lượng của mình phải rộng lớn, không những yêu thương những người thân thuộc của mình, mà tất cả ai mình cũng có thể thương được. Chứ lúc trước là tôi không thương mấy người đó, tôi thương ai thân thuộc họ hàng của tôi thôi. Không như bây giờ mình có một cái đồ ăn gì ngon, không nhất thiết mình phải cho những người thân thuộc thương yêu của mình, ai cần thiết mình có thể sẵn sàng cho. Thì lúc đó cái tâm lượng của mình nó rộng lớn. Và quý vị đừng có lo là mình không có cái phước báo. Khi mà mình trải cái tâm lượng của mình rộng ra cho tất cả người khác á, thì phước báo mình nhiều lắm. Ví dụ, khi chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu cho mình được cái sự an lạc và được cái cảnh giới tốt sau khi mình qua đời. Đó là cái chuyện rất tốt. Nhưng khi mình niệm Phật, mình làm được một cái điều phước báo nào đó rồi, mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều được như mình, thì phước báo rất là nhiều. Có những người nói, thầy ơi con tu rồi, con hồi hướng hết cho người khác rồi, rồi con không biết con có được cái gì không. Quý vị đừng có lo. Khi mà mình lo cho tất cả chúng sanh rồi, thì cái phước đức của mình gấp đôi, gấp nhiều lần hơn mình hồi hướng riêng cho mình. Mình trải cái lòng mình ra, thì phước báo vô lượng vô biên. Quý vị đừng có lo cái chuyện đó. Chứ có nói con tu mà mấy thầy kêu hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cái chúng sanh nhiều quá rồi không biết cái phước con nó nằm chỗ nào. Quý vị đừng lo chuyện đó. Càng hồi hướng cái tâm lượng của mình rộng bao nhiêu thì cái phước báo mình vô lượng vô biên. Nó quan trọng lắm quý vị. Rồi một cái nữa là ở đây chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật. Chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Đức Phật có nói rồi đó, trong 48 lời nguyện đó, Ngài nói nếu như chúng ta niệm Phật từ 1 niệm đến 10 niệm, nhất tâm bất loạn cái sắp lâm chung á, thì sẽ được Đức Phật A-di-đà và Thánh chúng rước mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là điều Đức Phật đã xác tín rồi. Cho nên quý vị cứ yên tâm mình niệm Phật. Nhưng mà mình nghĩ tới lúc sắp chết mà mình có niệm được không? Có niệm nổi không? Lúc đó chỉ mà la thôi chứ niệm cái gì, rên thôi chứ niệm cái gì mà niệm. Khó lắm quý vị ơi. Mấy thầy không có biết lúc đó như thế nào, nhưng mà có mấy lần mấy thầy đau quá,
đau sốt mà đau bụng, đau răng á, niệm được không? Niệm cái gì mà niệm, la thôi à. Nồi lúc đó thôi đó, mình chưa có chết nữa, nó đau cỡ đó đâu có niệm nổi, khó lắm. À, cho nên bây giờ này mình phải tập trước, tập cho nó thuần thục tới đó mới nhớ, mình phải tin vô mới được. Cho tới lúc đó niệm cái gì, niệm có ai mà niệm nổi đâu, khó lắm quý vị ơi. Nhưng bây giờ này quý thầy chia sẻ cho quý vị cái vấn đề đó, đó là mình phải xác tín một điều rằng đạo Phật là khác với những cái tôn giáo khác, là một vấn đề như thế này. Mình phải tuyên truyền cho những người khác đạo Phật á, giáo lý của Đức Phật á, là có cái sự an lạc tức thì, có nghĩa là mình tu tập là mình có kết quả luôn, không có chờ đợi. Mình phải nói với người khác như thế. À, mình phải nói như thế là giáo lý của Đức Phật có tu tập là có an lạc ngay tức thì luôn, ngay trong đời này luôn, không có chờ đợi xa xôi. Mình chỉ cần ví dụ điển hình đó thôi, là mình thấy càng tu tập, mình lúc trước mình ít cười, bây giờ mình cười nhiều, kết quả rõ ràng. Lúc trước mình khó khăn, bây giờ mình dễ chịu, mình thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc. Gặp ai mình có thể mỉm cười được, có kết quả rõ ràng. Vậy thôi, mình tu hành vậy thôi. Lúc trước mình đau khổ nhiều, bây giờ mình bớt ít đau khổ. Đó, rõ ràng tức thì, không có xa xôi đâu hết trơn á. Phải không ạ? Không có gì mơ hồ. Giáo lý của Đức Phật là không có chờ đợi một cái tương lai và nó xa xôi, viễn vông. Quý vị, chúng ta đọc, chúng ta phải ghi nhớ cái điều này này. Chúng ta nghe nói đó là hạnh phúc là con đường, chứ không phải là điểm đến. Quý vị nghe kịp chưa? Hạnh phúc là cái con đường của mình đi. Bây giờ mình đang đi, mình tu tập niệm Phật để về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, phải không ạ? Thì cái con đường của mình đi là hạnh phúc ngay lúc đó, chứ không phải chờ đợi đến khi mình về Tây Phương Cực Lạc mình mới có thể an lạc được. Hoặc mình nói rằng á, bây giờ nó cuộc đời nó khổ đau nhiều quá rồi, không thể nào vui được. Nhưng mình không cần phải mình dẹp hết khổ đau mình mới thể vui. Trong cái khổ đau đó mình vui cũng được nữa. Cũng trong khổ đau mình cũng vui cũng được nữa. Đó là cái thế thái nhân tình thôi. Ví dụ như mình thấy nè, bây giờ mình nhiều chuyện người khác nói xấu, hãm hại mình đau khổ ghê. Mình cứ cười đi, mình hạnh phúc tại vì mình thương với những người đó. Người ta nói xấu, người ta ghét mình, thì vì có trách móc người ta không? Có trách không? Mình thương họ nhiều hơn, họ chưa biết tu. Phải không ạ? Họ chưa biết tu rồi họ đi nói xấu, họ hãm hại, họ ghét mình. Thì thay vì mình trách móc họ thì mình thương cho họ. Họ chưa biết tu mà. Thì lúc đó mình cứ hạnh phúc ra. Đó là cái thế thái nhân tình khổ đau trong cái kiếp ta bà này rồi. Tranh đấu hơn thua lẫn nhau. Họ chưa biết tu. Còn mình biết tu rồi thì mình cứ hạnh phúc. Tại vì biết đó là chúng sanh nó còn mê muội, chưa biết tu tập. Đó, không cần mình phải chờ đợi về Tây Phương Cực Lạc mình mới an lạc. Mà ngay lúc này, ngay bây giờ, chúng ta cũng có thể an lạc được. Không cần đâu xa xôi hết trơn á. À, rất là hay, lời dạy của Đức Phật rất là tuyệt vời. Cho nên quý vị đừng có lo. Thường tòa trụ trì nói, muốn là người tốt ở cõi trời, hãy làm người tốt ở cõi trần. Cõi trần là cõi này này. Mình muốn mà được Tây Phương Cực Lạc an lạc thì mình phải an lạc ngay tức thì bây giờ này. Đó, quan trọng lắm. Mình đừng có chờ đợi xa xôi, mình tu tập mình an lạc ngay trong giây phút này này. Thì mình đừng có lo. Ví dụ như quý thầy nói á, bây giờ mình tu tập an lạc tức thì á, mai mốt đến khi mình chết á, đến khi mình chết á, nó chết nên ghê quá ha, thì mình không có muốn lên thế giới cực lạc á, con không muốn lên nữa đâu, ở đây con vui quá rồi, thì Đức Phật A Di Đà cũng kéo mình lên, mình không muốn lên mà Đức Phật cũng kéo mình lên, tại vì mình sống an lạc hạnh phúc quá, thì đó là tất cả những cái yếu tố rồi, còn cái kết quả là chắc chắn rồi, mình không mong cầu Đức Phật A Di Đà cũng kéo lên. Còn bây giờ mình tu tập mà không có đúng à, suốt ngày phiền não nè, rồi giận hờn nè, hơn thua nè, mình niệm Phật nhiều, lạy Phật nhiều, tụng kinh nhiều, rồi đến khi sắp chết mà leo lên trên đó đó, Đức Phật cũng chỉ xuống dưới à. Mình cứ lo lắng ngay bây giờ, thì mình cứ hạnh phúc ngay bây giờ đi. Giống như bây giờ mình có làm thì mình có ăn, có của cải dư giả,
Thì mình cứ lo làm thôi, chứ có người cứ mong cầu cái kết quả mà chúng ta không làm thì rất là khó. Mình không cần phải chờ đợi cái kết quả, tại vì sao? Mình cứ làm ở đây, kết quả là cái điều hiển nhiên, phần đó phải thuộc về mình. Phần đó phải thuộc về mình rồi. Cho nên quý vị đừng có lo. Cái phước báo, cái nhân duyên mình chưa đủ á, đến khi lâm chung là vẫn chưa có thể nào lên được. Cho nên mình cố gắng mình tạo, mình cố gắng mình tạo. Thì cái tâm của mình vẫn hướng về cảnh giới tốt lành sau khi mình ra đi rồi. Nhưng mà mình phải gieo cái nhân đầy đủ, thì tới đó Đức Phật chắc chắn sẽ thỉnh mình lên thôi. À, quý vị đừng có lo cái chuyện đó. Cứ ráng niệm Phật, cứ bố thí phóng sanh. Mình giúp đỡ cho người khác tu tập tốt, dễ thương, cười nhiều. À, cái quan trọng lắm á. Cười nhiều nhưng mà đừng có cười nhiều quá. Cười vừa vừa thôi. Nhưng mà cái tâm của mình lúc nào cũng thoải mái, mình giãn ra, giãn cái cơ mặt ra. Chứ mình nhăn nho nhiều quá cũng chưa đủ tiêu chuẩn đâu. Đó, quý vị chúng ta phải cố gắng nha. Rồi một cái nữa đó, một cái nữa đó mình cần phải buông xả. Phải buông xả. Mình phải chuẩn bị trước quý vị, tập trước, tập cái buông xả trước. Quý vị có buông xả được không? Có buông mà chưa có xả được. Phải không ạ? Phải tập trước, tập buông xả trước. Buông xả về cái gì? Nó nhiều thứ lắm. Buông về cái tham, cái sân trước. Cái sân nó quan trọng ghê lắm. Quý vị biết hả? Có những người á, chúng ta kể nhỏ nhỏ thôi ha. Có những người chúng ta tu tập 7 ngày, tu tập 7 ngày. Nhưng nếu như mình không có để ý á, mình sẽ mất hết phước. Ghê lắm. Mình không để ý á, có người tu tập 7 ngày họ tưởng có phước rồi đó nghe. Họ tưởng tu tập tốt, nhưng mình không để ý là mình tự nhiên mình thiêu đốt hết. Thiêu đốt hết những cái thành quả của mình tu tập. Khi ra về mình không có gì hết trơn á. Đó, quan trọng lắm. Đó là cái lòng sân giận. Cái lòng sân nó khiếp lắm quý vị. Chúng ta chỉ cần á, khởi lên một cái lòng sân thôi, hết phước, công đức hết luôn. Giống như mình đốt cháy rừng vậy đó. Bao nhiêu năm mình trồng cây xanh tươi tốt, tự nhiên mình lỡ, mình nóng dần, cái lửa sân nó nóng lên, cháy hết. Rồi không còn gì nữa. Bỏ lại hết rồi làm lại từ đầu thôi. Mình không cẩn thận là nguy hiểm lắm quý vị. Cái lòng, cái niềm sân nó ghê lắm. Mình đừng có coi thường. Mình đang tu tập tốt như vậy đó. Lỡ mà có cái chướng duyên gì nó tác động vô là hết phước. Hết công đức tu hành luôn. Người ta ví cái lòng sân như là cái đốm lửa dữ vậy đó. Đốt hết những cái thành quả tu tập của mình. Cho nên quý vị mà tu hành mà không cẩn thận là mất hết. Mất hết không có gì nữa. Với cái thứ hai nữa là mình đố kỵ nói xấu này, cái nói xấu người khác là cũng nguy hiểm lắm này. Quý vị từ nhỏ đến lớn giờ có nói xấu ai chưa? Ha? Chắc ở đây chưa nói xấu ai đâu ha. Ở đây toàn người dễ thương không? Có nói xấu hay có bàn chuyện người khác không? Ha? Bàn chuyện người khác người ta gọi là thị phi đó. À, người ta gọi là thị phi đó. À, nguy hiểm lắm. Cái đó cũng là một cái chướng ngại để mình tu đó. Nguy hiểm lắm quý vị. Nhưng bây giờ mình mà nói chung tu nó khó ghê lắm quý vị. Tu nó khó khiếp lắm. Mà bây giờ quý vị mà tu được như vậy là rất là phước báo. Phước báo vô lượng vô biên mới được như thế. Chứ dễ gì. Nhưng mà quý vị cứ gieo duyên trước đi đã. Cứ gieo duyên, gieo nhân trước. Để mình mới có thể mình kiếp sau mình tu tập tiếp nữa. Chứ bình thường quý vị thấy không? Quý thầy đi tu cả đời cũng chưa si nhê gì đó. Huống gì mình cứ lâu lâu mới đi tu một lần. Phải không ạ? Mà còn dính biết bao nhiêu. Ví dụ như bây giờ mình nói để nuôi gia đình, nuôi con cái, vợ chồng, mình tạo biết bao nhiêu tội. Phải không ạ? Tội nhiều lắm. Mà mắc cười mà có chỗ đó. Quý vị thấy ăn chay với ăn mặn á, ăn cái nào ngon hơn?
Ha? Nói thật lòng đi. Ăn chay ngon hơn hay ăn mặn ngon hơn? Cũng có đâu, mấy thầy cũng đau khổ lắm. Ví dụ như bây giờ mình nói thầy đi tu sướng mà không lo gì hết trơn á. Sao không lo? Quý vị ở nhà thì lo nhà, lo cửa, lo con, lo cái. Thì mấy thầy cũng lo chùa chứ bộ. Cũng lo đệ tử, cũng lo Phật tử. Quý vị ở nhà lo một mà trong này lo cả trăm chứ bộ. Quá trời người, mình có mấy đứa con mà thấy mình cũng điên với đầu với nó rồi. Trong này chùa lo quá trời lo, như thầy trụ trì đây không lo à. Trời ngược trời xuôi, lo quá trời thứ luôn chứ không phải đâu. Ai cũng lo hết trơn á. Nhưng mà mình lo như thế nào nhưng mà vẫn có hạnh phúc. Tại vì mình sao? Cái lo của mình á, lo nhiều, lo vất vả, lo khổ, nhưng mà lo cho tất cả mọi người. Còn mình lo kia để lo riêng cho mình, lo cho cái gia đình nhỏ bé của mình thôi. Thì nó không có cái hạn chế của nó, nhưng mà lo nhiều vất vả. Ví dụ mình nói bây giờ á, mình nói bây giờ mình xác nhận này, khi mình đã đi tu rồi thì mình thấy mình tu tập, tu nó sướng, không khổ. Tu là cội phúc, tình là giấy, dây oan. Thì mình thấy tu sướng, nhưng mà người bên ngoài á, mình thấy người bên ngoài, người ta thấy người ta khổ, vất vả. Thì người bên ngoài người ta nói mình tu, tu khổ, vất vả. Thì bây giờ mình nói ra ngoài, sống bên ngoài nó sướng hơn. Nhưng bây giờ mình tự hỏi ai sướng hơn ai? Ai sướng hơn mới là đúng. Bây giờ quý thầy thoải mái à, không muốn đi đâu đi. Còn mình mà muốn đi đâu, mình xách cái ba lô lên mình đi thì mấy đứa con nó ôm hai cái chân là đi đâu nữa. Phải không ạ? Không đi đâu được hết trơn á. Cột cái xích, cái xiềng vô rồi, đâu có thoát được. Mặc dù mình lâu lâu mình đi chơi đầu tháng, mình cũng phải về đó thôi. Cũng phải vô đó hết à. Mình quay lại cái vụ ăn chay ăn mặn nha. Bây giờ là chắc chắn là ăn mặn nó ngon hơn rồi. Đó là một sự thật. Trước cái đã, thì mình cứ ghi nhận như thế cái đã. Ăn mặn ngon hơn cho nên người ta mới ăn nhiều. Đó, ghi nhận như thế đi, phải không ạ? Thì mình thấy ăn mặn nó sướng hơn, ngon hơn. Nhưng mà khi mình nhìn kỹ lại đó, không sướng đâu. Ăn cho ngon cái miệng đi. Mà mắc cười nó nghịch lý một điều đó là gì? Mấy thầy thì ăn chay, bên ngoài thì ăn mặn. Mỗi lần vô gặp quý thầy là khổ quá. Con khổ quá thầy ơi. Ăn thì nó sướng cái miệng vô, mà vô gặp quý thầy cứ than khổ. Khổ cái gì? Ăn cho đã vô rồi vô kêu than khổ. À, cứ ăn rồi sung sướng, chơi bời rồi đủ thứ chuyện trên đời, cái gì cũng là vui vẻ vậy đó. Mà gặp mấy thầy than, mấy thầy cũng ăn rau đậu hũ thôi chứ có cái gì đâu. Mà vô than với thầy khổ. Mình biết vậy mà cũng không chịu tu tập. Đó là cái nghiệp của chúng sanh rồi. Bây giờ quý vị thấy mình là như là cái tuổi mình lớn, cái tuổi xế chiều rồi. Buổi chiều á, cái buổi chiều bây giờ là cái tuổi xế chiều rồi. Chỉ chờ đi một nơi xa xôi thôi. Đi tìm một cảnh giới nào nữa thôi. Phải không ạ? Thì giờ mình mới thấm thía cuộc đời, phải không ạ? Mình tạo nghiệp nhiều lắm. Cho nên mấy thầy lên đây nói chuyện thì chia sẻ cho quý vị một chút gì đó để mình tu tập tốt hơn thôi. Khích lệ tinh thần thôi. Cho tu nó chỉ có một số cái, một chút thôi. Mình chỉ cần tập trung một cái đó là được rồi. Nó phải sám hối đi quý vị. Sám hối đi, mình tu trễ, biết Phật pháp trễ. Mình tạo tội nhiều lắm. Nuôi con cái gia đình là giết hại chúng sanh rồi. Rồi có không những là mình phải vì được cái lo cho gia đình đầy đủ, mình phải lừa người này lừa người khác, buôn bán rồi thiếu này thiếu kia cho người khác. Có không? Có. Vậy mới có lời được chứ, cái bán trung thực là phá sản thôi chứ đâu có được. Nhưng đó là cái mưu sinh của mình. Cái mưu sinh của mình là phải làm như thế, nuôi con cái mà. Biết bao nhiêu chi phí sinh hoạt là mình phải làm như thế. Nhưng mình phải sám hối đi. Sám hối đi. Mình làm ra của cải vật chất, mình chỉ lo được cái đời này thôi. Mà mình không thấy cái hậu quả của nó nghiêm trọng ghê lắm. Con cháu sau này nó sẽ lãnh cái nghiệp của mình nữa. Thừa những cái nghiệp của mình nữa. Và bản thân của mình sẽ chịu nhiều cái tội khổ lắm. Mình bây giờ mà không làm mà đến cái sắp lâm chung mình á,
cắn rứt lương tâm và nghiệp nó tới, nó đau khổ ghê lắm. Mình phải lo để khi mà mình đi á, mình cảm thấy mình biết được cái chỗ đến, mình có thể an tâm. Chứ bây giờ mình lo, bây giờ mình có của cải đó, nhưng chỉ một đời thôi. À, mà còn mang tiếng nữa, không chừng mình mà không có khéo á, còn mang tiếng này kia, rất là nguy hiểm. Nhất là đối với tất cả quý Phật tử ở đây. Chúng ta biết Phật Pháp thì chúng ta phải ráng tu tập và sửa đổi. Sửa đổi có điều gì như vậy? Tóm lại mình sửa cái điều gì? Cái thứ nhất, sửa những điều tốt thành điều xấu. Sửa những điều chưa hay thành hay hơn. Và làm sao mà mình từ những người khó tính, cọc cằn, khó chịu, cái tâm lượng ích kỷ, hẹp hòi, nói xấu người khác, thành người dễ thương, người rộng rãi hơn, không có so đo tính toán với người khác, hơn thua với người khác. Bây giờ quý vị nghĩ nè, mình tranh luận một cái vấn đề gì đó, mình hơn thua để được cái gì? Tại vì hơn thua đó cũng vô thường, nó cũng trôi qua. À, mình tranh giành, mình cho dù mình được cái phần thắng đi chăng nữa, nhưng mà người khác cũng đau khổ. À, mình hơn thua, mình tranh giành những cái điều đó không à? Rốt cuộc cũng về già, cũng hơn thua, cũng chả được cái gì. Mình cứ im lặng hạnh phúc, mà sự tu tập để mình trải nghiệm cái đời sống mình an lạc. Đôi khi mình chỉ, ví dụ như mình muốn giải thích cái vấn đề gì đó, thì mình cũng nói ra, còn tin hay không. Tại vì quý vị biết sao không? Người ta đã ghét mình rồi á, cái chuyện gì của người ta có thể tìm lỗi mình, người ta ghét hết trơn á. Còn khi mà một người nào đó hiểu mình rồi á, cái gì người ta có thể thông cảm với mình, người ta sẵn sàng thông cảm với mình. Còn mà ta đã ghét, ta kiếm đủ tư cách ta ghét mình à. Cho dù mình giải thích, mình hơn thua rồi, cái chuyện gì họ cũng có thể ghét mình hết trơn. Và khi mà người khác hiểu mình rồi, thì người ta sẽ thông cảm cho mình, người ta thương mình. Đó. Mà tất cả những điều đó cũng vô thường, cũng trôi qua thôi. Cho nên quý vị chúng ta cố gắng những cái điều này là mình ứng dụng, mình tu tập cho nó tốt. Và một cái điều nữa mà để chia sẻ với mình đó, đó là cái khoảng thời gian này nè, khóa tu này được biết cũng rất là hoan hỷ khi quý thầy đưa một cái luồng gió mới khóa tu vào để chúng ta tu tập. Đó là mình cứ cảm nhận sống ngày nay, biết ngày nay, còn tương lai tới ai hay làm gì. Quý thầy thực tập đó, cái phương pháp đó là tìm cái hạnh phúc ngay trong cái đời sống hiện tại. Bây giờ quý vị có được đi ăn cơm bãi cỏ hả? Có bị kiến cắn không? Cỏ nè, rồi thực tập ngoài trời, thể dục dưỡng sinh, đi thiền hành, vui lắm. Quý thầy đưa cái Phật Pháp có kết quả luôn, chứ không có chờ đợi xa xôi. Mình sống ngay trong cái đời sống cái hiện tại này để mình tìm nhận những cái hạnh phúc. Mình đâu có nghĩ nó sẽ có mặt ở đây đâu. À, cứ sống hạnh phúc được từng ngày. Mình tu như vậy nó mới chất lượng. Đôi khi mình tu nhiều quá nhưng mình không có cảm nhận được. Đó là cái điều sai sót, thiếu sót của mình. Đó, rất là khó. Cho nên quý vị cứ tận hưởng vào ngày hôm nay và ngày mai nữa. Đó, quý vị cố gắng ha. Và mình cứ mỉm cười hạnh phúc. Cứ vui vẻ, nở hoa. Bây giờ ai tu được cái gì cứ tu. Ai tu được cái gì cứ tu. Bây giờ nói tu như vậy là quá trễ rồi phải không ạ? Phải trễ không? Không trễ đâu. Còn được ngày nào tu được ngày nào là mình bớt cái nghiệp, có cái phước ngày đó. Và quý vị đừng có lo nha, quý thầy dám chắc rồi đó. Quý vị mà cứ vô tu được 3 ngày đầu tiên này là mua sổ đỏ ở trên kia được rồi đó. Đừng có lo, cứ giờ cứ niệm Phật đi. Niệm Phật, an lạc, có hết trên đó rồi. Nghe, đừng có lo gì hết trơn á. Bao nhiêu tội chướng là tiêu hết rồi. À, cứ hạnh phúc niệm Phật, vui vẻ. Bây giờ cứ xả bỏ hết đi. Trong khóa tu này như thế rồi về nhà mình cũng phải hoan hỷ vui vẻ. Tại vì chuyện gì nó đến là cũng có cái nhân duyên của nó rồi. Mình đừng có hờn, có giận, có hách, rồi hơn thua. Cứ hạnh phúc an lạc. Quý vị nha. Dạ. Yeah.